Hôm nay chúng ta thử làm cái món kem chôm chôm siêu đơn giản thử nha. Thì bước đầu tiên là bóc tách chôm chôm ra khỏi vỏ. Công đoạn này làm khá là lâu nên phải tua nhanh chứ đỡ lờ mờ chắc cũng mấy chục phút trong cái công đoạn này. Tách vỏ xong rồi mình tách luôn phần thịt với phần hạt ra luôn, đỡ riêng. Đó. Thấy làm nhanh vậy chứ mà ở ngoài thì làm chắc cũng mười mấy phút ở trong công đoạn này đó, không phải ít đâu. Để bóc tách ra cho khi mà mình làm kem cho nó kết dính được với sữa. Phần tiếp theo là mình pha chế cái hỗn hợp sữa tươi, sữa đặc và nước cốt dừa. Canh sao cho nó vừa đủ thôi ha. Đó, thì cái khay của mình có 4 khay nhưng mà mình làm 2 khay thôi. Bởi vì hôm trước làm ăn còn chưa hết nên làm nhiều sợ đỡ nó nhiều quá ăn không hết á. Mình làm 2 thế thôi. Công đoạn pha chế và làm kem đã xong. Thì giờ chúng ta đi vào bước quan trọng nhất là bỏ vào ngăn đông cho nó đông lại thành kem, chứ không đông thì nó là sinh tố rồi. Để rút cái kinh nghiệm như đợt trước á, thì cái này nó hít cứng quá, mình rút ra nó sẽ rời cái phần que với phần kem ra. Thì mình chuẩn bị một cái thố nước như thế này, xong rồi mình ngâm vô cho nó hở ra, xong rồi rút cho nó dẫn. Phải cần cắt lại nè. Đây, cho các bạn thấy cái phần thịt chôm chôm này, phần sữa, nhìn thấy hấp dẫn không? Và mình thử thử nha. Chôm chôm thì nó có vị ngọt, nhưng mà khi mà đông đá lại như thế này kiểu làm kem này nó hơi chua chua một chút. Và cái phần sữa với cái phần nước cốt dừa thì nó béo nữa, thì nó hòa quyện lại ăn nó đỡ ngán. Ai mà muốn làm miệng thì làm món này. Ôi là làm quá. Ơ đang ngủ. Mình ngâm nước khá là lâu rồi nhưng mà vẫn không bị bờ kem. Ăn vẫn dai và ngon. Đây là nguyên liệu tự nhiên, không có bỏ bột kem hay gì hết. Cái làm quá là đơn giản và cho ra kết quả tương đối là ngon ha. Nên các bạn nào mà thích thì cứ làm thử. Chúc các bạn thành công. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh để tiếp tục cập nhật những cái món kem mới. Và nếu như bạn nào muốn làm món kem gì thì bình luận ở dưới ha, mình sẽ xem và làm theo yêu cầu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.